bà sơ sơ có một kênh channel thích về visa bà thấy cho bà visa nó mở hai nhà đó khí vì đặc biệt nó có switch bà vì pay profile từ pay classic và cứ pay thông mà đa dương vinh chẳng hạn đó sao tầm miễn mong ôn dương comment được khăn ông channel với nhóm mà có trong ai nhóm mà bà bì về nó có chain từ classic vinh chẳng hạn đây sao đây có kết hạ có đã xây chế bà rồi có dạng mạch cái nhóm mà đằng đấy bà chương video nên cứ nó mở hai nhà đó khí vì đặc biệt nó có hai bữa xin nó hết mấy ai chung một video xin xin trong channel của nhóm bán hai cũng được subscribe lại mùi phòng và ở cuốn hai lấy ní cứ chụp page và dân cho một mơ page bao dương ở kia và ní chụp page profile và page profile bao dương và cứ điều bắt đầu từ là follower ok và chứ tùm đông page bao dương cứ bài năng hái hay quạt sân nào xong mà nhóm chui và hai từ việc đồng khai phát đồ từ page classic nhé chứ nó bây từ page classic ban là bọn con còn lại chạy mà lại đi trade thì bảy nữa và trade bảy nữa cứ chạy mấy euro tiền tháng và switch to classic page và chạy cái lại nữa nó ok và nó trong cái lại đi khi còn tại prap dương vì là biết là một em xem xế nhé và sẽ tôn chỉ với nâng ca switch và rồi riêng page profile hay nâng page dương thỏng đài trong tầng và rồi có profile lên trong tầng và chẳng nâng là ấy thế và dương khóa chơi continue nữa. Ok, cái lái này cái số thang content you share as your update won you move back to classic và cho này cái khóa phép thang content là dưới bạn share chia page update page nâng cư mình ai lập đồ tới classic page bản tế chẳng hạn chứ còn là phải kẻ dừng lại nữa chứ nhưng chơi continue mà ok đó cái lái này nhưng còn là check feedback tức là và anh đi dừng ai an phòng miệng xin xin tức thì cập tới việc anh ấy thì còn là việc prap dừng pi biết là bộ bây giờ thời lập đồ sẽ dạy chẳng hạn nè ngày thì chẳng như khỏi chơi switch bảy mất ba này ok chăm tích internet thời dưới đó ok mỏi bà nì bà chẳng dương mà ban một page và dương vừa giải bà page thông bà dương vừa nhé nè và trong video nó gửi mình vấn đề hay bản thân gì mong ôn trong ban thôi chụp page profile với mong muốn ai cho mơ video được nói chuyện với nhóm bạn chẳng hạn trong video nó gửi mình vấn đề và chúc mừng cho bạn là video của nó và ao cũng chẳng hạn